Kính thưa sư, trước kia con tin nên đã khuyến khích người thân cầu vãng sinh tịnh độ. Bây giờ nghĩ lại, con thấy hành động này không đúng chánh pháp. Như vậy có phải là con đã gieo nghiệp xấu hay không? Vì con sai thì con chịu, nhưng con lại cổ súy người khác làm điều vô ích, và nhất là điều đó không đúng chánh pháp. Con nghĩ vậy có đúng không thưa sư, và kính mong sư giảng thêm cho con rõ. Thưa với quý vị đó, theo Tăng Chi Bộ Kinh thì Đức Thế Tôn có nói như thế này: tà kiến này các tỳ kheo, làm cho các ác pháp chưa có thì sẽ có, mà nếu có rồi đó thì sẽ đi đến sự lớn mạnh. Và cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, Đức Thế Tôn chương hai pháp, Đức Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, có hai loại người, một là loại người ác, hai là loại người hơn cả người ác. Cái hạng người mà là người ác á, là hạng sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, làm những điều ác. Còn hạng người hơn cả người ác là hạng người chẳng những tự mình làm mà còn khuyến khích người khác tự mình làm, khuyến khích người khác làm. Bên cạnh đó, trong tương ưng thì Đức Thế Tôn có nói, thì sư diễn dịch lại một chút xíu cho phù hợp, đó là khi mà chúng ta chưa có đoạn tận si mê, tức là mình chưa có đoạn tận tà kiến, mà chúng ta thực hành những pháp mà tương ưng với si mê, thì nó sẽ khiến cho cái si của mình tăng trưởng và khiến cho si của người khác cũng tăng trưởng. Và như vậy đó, nó sẽ đưa đến khổ cảnh. Thì bây giờ cái vấn đề là như thế nào? Như thế này nè, nếu như á mà chúng ta biết là quá khứ chúng ta đã làm những cái gì đó sai trái, ví dụ như đã từng sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hoặc là mình có tà kiến, rồi mình khuyến khích người khác phạm giới, rồi hoặc là khuyến khích người khác cũng gieo rắc cái tà kiến cho người ta. Tất cả các cái thể loại nói chung, chứ sư không có tập trung vào bất kỳ một cái phương pháp thực hành cụ thể nào. Đó. Mà nếu như chúng ta đã lỡ rồi, thì bây giờ như thế nào? Chúng ta sửa thôi. Một là chúng ta học đạo, rồi chúng ta khuyến khích, tạo điều kiện cho người khác cũng học đạo. Tại vì trước khi chúng ta tiếp xúc với chánh pháp á, thì chúng ta sẽ tiếp xúc với những cái phi chánh pháp, làm sao mình biết được? Thành ra chánh làm sao khỏi những sai lầm. Cái quan trọng á là sai mình biết sửa là được. Còn cái gì đó đã qua rồi thì thôi. Và cái thứ hai á, là chúng ta hãy tạo những cái nghịch duyên để cho những cái quả bất thiện á, nó trổ một cách khó khăn. Bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta tạo nhiều thiện pháp, đặc biệt á, là các cái thiện pháp giúp cho chúng ta khai mở trí tuệ. Và không biết cái vấn đề này sư Tuệ Tường có ý kiến gì không? Dạ thưa Đại Đức và thưa quý vị, thì cái quan điểm của Đại Đức Hành Tuệ thì sư cũng đồng ý quan điểm đó, có nghĩa là cái điều quan trọng là những cái chuyện mà nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, đúng không? Những chuyện đó nó có thể là sai, đúng không? Và nếu mà mình còn rây rứt với cái chuyện đó đó, thì đó là dòng tâm trạo hối, đó là dòng tâm bất thiện. Thì nếu mình nhận ra được bản thân mình thấy cái đời sống tu tập, cái đường lối tu tập hiện tại mình đang nương tựa, nó mang lại cho mình sự an lạc, đúng không? Thì thay vì á cái sự an lạc đó mình hãy duy trì sự an lạc đó, mình hoan hỷ trong thiện pháp đó, để mình, đúng không? Mình lấy cái sự hoan hỷ đó để mình trấn áp đi cái trạo hối này, đúng không? Cái dòng tâm trạo hối này, đúng không? Đó là một cái cách
Đó là cũng là một cách mà để mình tu tập đó, cho sự tăng tiến hơn, đúng không? Thay vì mình ngồi đó mà mình nghĩ à mình đã trong quá khứ này mình đã làm những chuyện sai trái như thế này như đại đức hạnh tuệ cũng có giảng rõ đó, đúng không? Thì qua cái là chia sẻ của sư này, sư cũng mong là quý vị hiểu rõ hơn, đúng không? Cũng như là lời của đại đức hạnh tuệ có gửi gắm đến quý vị đó, nghĩa là quan trọng nhất là hiện tại mình tìm được cái phương pháp tu tập mình nó phù hợp với mình, không thì mình hãy duy trì cái thiện tâm đó và cái duy trì cái đường lối tu tập đó phát triển lên, không để mình không có còn cái trạng thái mà chảo hối khi mình nhớ lại những cái chuyện mà mình không có tốt mà trước đây mình làm, đó là cái điều mình nên làm ngay lúc hiện tại. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi đây.